Đây là những hình ảnh ekip bác sĩ điều trị COVID-19 tại Trung tâm Quốc gia điều trị COVID-19 đặt tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đang làm việc ngay ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 năm 2022. Hàng chục bệnh nhân nặng nguy kịch từ các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long chuyển về vẫn đang được điều trị tích cực, trong đó có 2 ca vẫn đang phải chạy ECMO. Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, đã có hàng ngàn ca bệnh nặng với nhiều bệnh lý khác nhau từ các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long chuyển về Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, được các bác sĩ nỗ lực cứu sống. Trước đó, tháng 8 năm 2021, khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở miền Tây, Bộ Y tế đã chỉ đạo thành lập ngay Trung tâm Quốc gia điều trị COVID-19 cho đồng bằng sông Cửu Long đặt tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Nhiệm vụ tiếp nhận điều trị các ca COVID-19 nguy kịch từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long chuyển về. Quy mô 200 giường nhưng gần như trung tâm lúc nào cũng kẹt cứng, không có chỗ trống. Áp lực nặng nề lên vai của đội ngũ y bác sĩ tại trung tâm. Bây giờ ngoài vấn đề mà đảm nhiệm nhận một cái trung tâm COVID quốc gia của Bộ Y tế giao, thì đơn vị hồi sức phải đảm nhận thêm một cái đơn vị hồi sức thường. Trong khi đó thì xung quanh những cái bệnh viện của thành phố Cần Thơ thì không nhận những bình thường nữa, phải tập trung điều trị COVID. Cho nên cái lượng bệnh mà vừa COVID mà vừa bệnh hồi sức nặng thường á, thì phần lớn tập trung ở đa khoa trung ương. Khoa hồi sức phải chia lực lượng như y tế là để mà gánh hai nhiệm vụ như vậy á, thì công việc của các bạn mà rất là nặng. Tuy nhiên thì bệnh viện thì cũng sắp xếp những cái hỗ trợ của những cái bác sĩ hoặc điều dưỡng của những cái khoa khác cũng vào trung tâm COVID quốc gia hỗ trợ thêm cho khoa hồi sức để làm việc thì mới mà đảm nhận được cái công việc này. Hơn 7 tháng qua, đã có hơn 1.100 ca nhiễm COVID-19 nặng nguy kịch đã được các bác sĩ của trung tâm nỗ lực điều trị. Đã có nhiều trường hợp bệnh nhân được cứu sống ngoạn mục như những ca can thiệp ECMO, trong đó phải kể đến những ca sản khoa rất nặng, cứu được cả mẹ lẫn con. Đến nay đã có tổng cộng 15 ca được điều trị bằng kỹ thuật ECMO tại bệnh viện này. Thậm chí có lúc ekip của bệnh viện theo dõi can thiệp cùng lúc tới 4 ca ECMO. Bên cạnh tổ chức hoạt động của Trung tâm điều trị COVID-19, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ còn có nhiệm vụ cấp cứu các bệnh lý khác từ các bệnh viện tuyến dưới chuyển lên, trong đó bao gồm cả cấp cứu kỹ thuật cao như mổ tim cấp cứu, can thiệp mạch vành cấp cứu, mạch não, mổ thay khớp gối, thay khớp háng, v.v. Các khoa phòng chuyên môn luôn phải căng sức vừa chống dịch vừa khám chữa bệnh an toàn hiệu quả cho người dân. Việc đảm bảo được nhiệm vụ kép là vô cùng nặng nề khi chống dịch an toàn nhưng cũng phải nhanh chóng thích ứng với tình hình mới. Ngay khi dịch COVID-19 ở đồng bằng sông Cửu Long tạm lắng, mỗi ngày có tới từ 1.500 đến 1.700 lượt người đến khám và điều trị ngoại trú tại bệnh viện tuyến cuối của Bộ Y tế tại khu vực này. Trong khi đó, lượng bệnh nhân nội trú hiện cũng dao động trung bình từ 1.100 đến 1.200 người một ngày. Tới bây giờ thì mẹ chị đã hồi phục một cách rất là thần kỳ, đã qua những cơn coi như mê sản như vậy, thì ở người nhà rất là cảm ơn tập thể y bác sĩ đã giúp đỡ cho gia đình của chị. Mẹ chị hôm nay đã ngồi dậy được, cũng kính chúc tất cả y bác sĩ của bệnh viện Đa khoa Trung ương cũng như những người thầy thuốc đã hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Khi ba mà ngày mới biết được cái căn bệnh là ba bị khối u dạ dày á, là gia đình rất là lo lắng. Thì các bác sĩ rồi lại yêu cầu nhập viện để điều trị cho ba, thì gia đình đồng ý nhập viện, rồi sau đó là ba được phẫu thuật. Thì tới bữa nay thì ba sức khỏe ba rất là tốt. Xin cảm ơn các bác sĩ điều dưỡng đã tận tình giúp đỡ cho ba trong cái để cứu giúp ba. Gia đình rất là cảm ơn. Nhân ngày 27 tháng 2 thì xin kính chúc các bác sĩ và điều dưỡng có một sức khỏe để mà giúp đỡ nhân dân mình. Năm 2021, đầy giông bão đã qua đi. Những người đang sống trong thời bình nhưng có lẽ sẽ không bao giờ quên cuộc chiến khốc liệt với dịch bệnh COVID-19. Một cuộc chiến không tiếng súng nhưng cam go và đầy mất mát. Cũng trong cuộc chiến ấy, chưa bao giờ người ta lại thấy rõ đến thế vai trò và sự hy sinh cao cả của những chiến sĩ áo trắng. Những y bác sĩ, cán bộ nhân viên y tế nơi tuyến đầu chống dịch đã thực sự quên mình chiến đấu với tử thần, giành giật từng hơi thở cho bệnh nhân. Với những chiến sĩ áo trắng ở miền Tây nói riêng và cả nước nói chung,
cuộc chiến với COVID-19 là một thử thách lịch sử. Nhưng có một điều chắc chắn là khi vượt qua được những khó khăn thử thách ấy cũng là lúc nội lực, trình độ chuyên môn của các y bác sĩ thêm vững vàng hơn. Và cũng chính nội lực đó của người thầy thuốc, người chiến sĩ áo trắng sẽ càng giúp cho công tác điều trị, chăm sóc y tế cho người dân ngày một tốt hơn.